Chào mừng các sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo, bài chu vi hình chữ nhật. Các em quan sát hình chữ nhật AB CD có chiều dài là 5 cm, chiều rộng là 3 cm. Muốn tính chu vi của hình chữ nhật này thì chúng ta làm như thế nào? Rồi, một bạn phát biểu, làm sao để tính chu vi hình chữ nhật A, B, C, D? Rồi, một bạn thắc mắc, tính thế nào nhỉ? Một bạn có ý kiến, phải biết chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật. Rồi, cụ thể thì chúng ta sẽ tính chu vi của hình chữ nhật A, B, C, D như thế nào? Hình chữ nhật ABCD có chiều dài là 5 cm, chiều rộng là 3 cm. Theo cách tính thông thường, tính chu vi của một tứ giác thì kem cộng độ dài các cạnh của tứ giác đó lại với nhau. Chu vi hình chữ nhật AB CD là kem cộng độ dài bốn cạnh của hình chữ nhật này lại với nhau. Rồi ta có cạnh này là 3 cm thì cạnh này cũng là 3 cm, bởi vì hai cạnh ngắn bằng nhau, nó chính là chiều rộng. Hai cạnh dài bằng nhau, nó chính là chiều dài. Cạnh này là 5 cm thì cạnh dài dưới này cũng là 5 cm. Tính chu vi của hình chữ nhật ABCD thì kem cộng bốn cạnh lại với nhau. 5 cộng 3 cộng 5 cộng 3. Được chưa? 5 cộng 3 cộng 5 cộng 3. Các em tính xem bằng bao nhiêu? Có đúng bằng 16 không? 16 cm. Được chưa? Các em nhớ bốn cạnh này phải cùng đơn vị đo thì chúng ta mới cộng được nha. Tức là chiều dài và chiều rộng phải cùng đơn vị đo. Rồi. Từ phép tính này thì chúng ta còn nghĩ ra một cách tính khác. Ở đây chúng ta có 5 cộng 3 cộng 5 cộng 3. Các em có thấy gì đặc biệt không? À, 5 cộng 3 này. Rồi lại 5 cộng 3 tiếp này. Vậy các em sẽ nhóm là 5 cộng 3. Được chưa? Một nhóm. 5 cộng 3 một nhóm. 5 cộng 3 bằng 8. Ta có 8 cộng 8 bằng 16 cm. Rồi từ đây chúng ta nghĩ ra một cách tính chu vi của hình chữ nhật một cách nhanh nhất như sau. 5 cộng 3 nhân 1, 5 cộng 3 nhân 2, đúng không? 5 cộng 3 được lấy 2 lần. Vậy các em có thể viết gọn là 5 cộng 3 nhân 2. Các em tính trong ngoặc trước, 5 cộng 3 bằng 8. 8 nhân 2 bằng 16 cm. Ở đây 5 cộng 3 là cái gì? À, 5 cộng 3 nó chính là chiều dài cộng với chiều rộng. Nhưng các em nhớ là chiều dài và chiều rộng phải cùng đơn vị đo thì mới cộng được nha. Rồi từ đây thì chúng ta rút ra cách tính chu vi của hình chữ nhật như sau. Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài này cộng với chiều rộng cùng đơn vị đo. Được chưa? Rồi nhân với 2. Các em hình dung ra chưa? Nhớ là lấy chiều dài cộng với chiều rộng trước được bao nhiêu, chúng ta mới nhân tiếp với 2. Điều lưu ý quan trọng ở đây là chiều dài và chiều rộng phải cùng đơn vị đo. Rồi như vậy là chúng ta đã biết cách tính chu vi của một hình chữ nhật. Để cụ thể hơn, các em vào phần thực hành 1, tính chu vi hình chữ nhật.
Trước hết là chiều dài hình chữ nhật là 27 cm. Chiều rộng hình chữ nhật là 12 cm. Vậy chu vi hình chữ nhật là bao nhiêu? Các em nhớ lại cách tính mà chúng ta vừa học xong. Các em lấy chiều dài cộng với chiều rộng. Được chưa? 27 cộng với 12. Nhưng nhớ chiều dài và chiều rộng phải cùng đơn vị đo. Ở đây cùng đơn vị đo chưa? À, cùng đơn vị đo là cm rồi. Rồi nhân với 2. Các em nhớ cộng xong rồi thì phải nhân với 2. 27 cộng 12 bằng bằng 39. 39 nhân 2, các em tính xem là bằng bao nhiêu? À, có đúng là bằng 78 không? 78. Và các em nhớ 78 ở đây không phải là 78 mét nha, mà 78 cm. Các em tính đúng nhưng mà viết sai đơn vị là các em cũng sai. Được chưa? 78 cm. Rồi tương tự, chiều dài là 52 mét, chiều rộng là 34 mét. Thì chu vi sẽ là, trước hết là các em lấy chiều dài cộng với chiều rộng. Được chưa? Ta thấy chiều dài và chiều rộng ở đây nó cùng đơn vị đo là mét rồi. Vậy các em lấy chiều dài cộng với chiều rộng. Rồi nhân với 2. 52 cộng 34 bằng 86 đúng không? 86 nhân 2 các em tính xem bằng bao nhiêu? Có đúng là bằng 172 không? Nhưng nhớ là 172 mét nha. Các em quen tay các em viết là 172 cm là sai. Được chưa? Rồi, sang hình chữ nhật này thì lại khác. Chiều dài là 225 cm. Nhưng chiều rộng là 1 mét. Ta thấy chiều dài và chiều rộng không cùng đơn vị đo. Được chưa? Mà người ta yêu cầu các em tính chu vi ra cm này. Vậy các em phải đổi 1 mét ra cm. 1 mét thì chúng ta ai cũng biết rồi, bằng 100 cm. Em nào mà quên cách đổi rồi thì chúng ta học lại nha. Các em xem lại các bài trước. 1 mét bằng 100 cm. Vậy chu vi của hình chữ nhật lúc này sẽ là chiều dài là 225 này. Chiều rộng không phải là 1 nha, mà chiều rộng phải là 100. Rồi nhân với 2. 225 cộng 100 thì bằng 325. 325 nhân với 2 các em tính xem bằng bao nhiêu? Có đúng bằng 650 không? 650. Và nhớ là 650 ở đây là cm nha. Người ta viết cho chúng ta đơn vị là cm rồi. Các em viết số vào thôi. Tiếp theo là các em sang phần thực hành 2, các em điền số thích hợp vào các ô trống này. Người ta cho chu vi hình chữ nhật. Yêu cầu các em tính nửa chu vi hình chữ nhật. À, chúng ta có một chiếc bánh mà chia cho bạn một nửa chiếc. Có nghĩa là chúng ta phải bẻ đôi chiếc bánh đó ra. Đúng không? Điều đó có nghĩa là chúng ta chia cho hai. Chia chiếc bánh cho hai. Được chưa? Ở đây để tính nửa chu vi hình chữ nhật thì các em phải lấy chu vi hình chữ nhật chia cho 2. Được chưa? Và các em lưu ý, nửa chu vi hình chữ nhật là tổng của chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó. Điều này các em phải ghi nhớ bởi vì đây là kiến thức nó rất cần thiết cho chúng ta sau này. Giải những bài toán liên quan đến chu vi hình chữ nhật thì các em ghi nhớ nửa chu vi hình chữ nhật nó chính là tổng của chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó. Vì sao lại nói như vậy? Các em hình dung. Chúng ta có hình chữ nhật ABCD. Có chiều dài là 5 cm, chiều rộng là 3 cm. Có phải là chu vi của hình chữ nhật nó chính là hai cạnh màu đỏ cộng với hai cạnh màu xanh, đúng không? Vậy nửa chu vi hình chữ nhật
thì chỉ là cạnh màu đỏ cộng với cạnh màu xanh thôi, đúng không? Cạnh màu đỏ cộng với cạnh màu xanh thì nó chính là chiều dài cộng với chiều rộng. Các em hình dung được chưa? Vì sao nói nửa chu vi của hình chữ nhật chính là chiều dài cộng với chiều rộng là như vậy. Rồi, ở đây chu vi là 84 thì nửa chu vi là 84 chia 2. Các em bấm tạm dừng video và các em tính xem bằng bao nhiêu. Có đúng là bằng 42 không? 42 đúng không? Chỗ này là cm thì nửa chu vi cũng phải là cm. Rồi, tương tự chu vi là 146 thì nửa chu vi là 146 chia 2. Em tính xem bằng bao nhiêu. Có đúng bằng 73 không? 73. Em nhớ 73 dm nha. Trên là dm thì dưới cũng phải là dm. Rồi, phần này thì em cần phải linh hoạt thêm một chút này. Tương tự cách tính ở hai cột trước thì có phải là các em lấy cái số ở ô trống này các em chia cho 2 thì được số ở ô trống dưới không? Có đúng là 146 chia 2 bằng 73 đúng không? 84 chia 2 bằng 42 đúng không? Vậy ở trên chúng ta chưa biết là số nào. Biết rằng cái số đó chia cho 2 thì bằng 45 đúng không? Chúng ta đang đi tìm số này, tức là các em tìm thành phần chưa biết của phép chia này. Các em nhớ lại, số cần tìm ở đây chính là số bị chia. Muốn tìm số bị chia thì ta lấy thương nhân với số chia. Thương là 45, nhân với số chia là 2. 45 nhân 2 bằng 90, được chưa? Chỗ này là km thì 90 cũng phải là km. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập 1. Một sân bóng đá hình chữ nhật có chiều dài là 105 mét. Chiều dài của sân bóng đá là 105 mét, chiều rộng là 68 mét. Vậy các em có tính chu vi được không? Tính chu vi sân bóng đá đó. À, đơn giản đúng không? Chiều dài và chiều rộng đã cùng đơn vị đo chưa? À, cùng rồi, cùng là mét. Vậy các em lấy chiều dài cộng với chiều rộng 105 cộng 68 rồi nhân với 2. Các em nhớ là phải có dấu ngoặc nha. Và nhân với 2. 105 cộng 68 thì bằng bao nhiêu? 173 đúng không? 173 nhân với 2 thì bằng bao nhiêu? À, 346 đúng không? 346 mét. Các em nhớ là mét nha. Rồi, cụ thể thì chúng ta sẽ giải như sau. Chu vi của sân bóng là chiều dài cộng với chiều rộng rồi nhân với 2 bằng 346 mét. Rồi, các em nhớ đáp số nha, 346 mét. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập 2. Nêu số đo thích hợp một khu đất gồm sân chơi, vườn hoa và vườn rau đều là hình chữ nhật. Các em xem hình dưới đây. Rồi, chúng ta có này, sân chơi này. Các bạn đang chơi này. Vườn hoa này, trồng rất nhiều hoa này. Vườn rau này, các bạn đang tưới rau này. Rồi, khu sân chơi, vườn hoa, vườn rau đều là hình chữ nhật. Rồi, trước hết là các em xác định chiều dài và chiều rộng. Sau đó tính chu vi của mỗi hình chữ nhật đó. Đầu tiên là sân chơi. Sân chơi đây. Có chiều dài là 16 mét, đúng không? Chiều rộng là 8 mét. Chiều dài và chiều rộng đã cùng đơn vị đo rồi. Tính chu vi thì đơn giản đúng không? Các em lấy 16 cộng 8 nhân 2. Được chưa? 16 cộng 8 bằng 24. 24 nhân 2 bằng 48. 48 mét. Bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập này nha. Rồi, tương tự vườn hoa. Vườn hoa đây. Chiều dài vườn hoa là 12 mét. Chiều rộng là 9 mét. Chu vi là 12 cộng 9 nhân 2. 12 cộng 9 bằng 21. 21 nhân 2 bằng
42 mét. Vườn rau thì sao? Vườn rau có chiều dài, chiều dài nó bằng chiều dài của vườn hoa là 12 mét. Chiều rộng, muốn tính chiều rộng các em làm thế nào? Rồi, cả cái đoạn dài này nó bằng 16 đúng không? 16 rồi. Đoạn này là 9 rồi. Vậy đoạn còn lại là bao nhiêu? Các em lấy 16 trừ 9 bằng bằng 7, 7 mét. Vườn rau có chiều dài là 12 mét. Chiều rộng là 7 mét. Chu vi là 12 cộng 7 nhân 2. 12 cộng 7 bằng 19. 19 nhân 2 bằng 38. 38 mét. Cả khu đất tức là các em tính diện tích của cái khu đất này này. Khu đất màu tím này này. Chiều dài. Chiều dài nó chính là 8 này cộng với 12 bằng bao nhiêu? Bằng 20. 20 mét. Chiều rộng thì nó chính là 16 này. 16 mét. Vậy chu vi là 20 cộng 16 nhân 2. Rồi các em tính xem bằng bao nhiêu? Có đúng là bằng 72 không? 72 mét. Được chưa? Tiếp theo là các em sang phần hoạt động thực tế. Ước lượng chiều dài và chiều rộng của một số vật có dạng hình chữ nhật, ví dụ như là bìa một quyển sách, mặt bàn, khung cửa. Sau khi ước lượng xong thì các em dùng thước đo để kiểm tra kết quả ước lượng. Cuối cùng là các em tính chu vi của mỗi hình chữ nhật đó. Rồi phần này thì các em sẽ tự làm nha. Thầy giáo ví dụ. Ví dụ như là các em chọn vật có dạng hình chữ nhật như là bìa quyển sách toán 3. Thì trước hết là các em ước lượng. Ví dụ các em ước lượng chiều dài nó khoảng là 26 cm. Chiều rộng nó khoảng là 18 cm. Rồi khi đo thì các em đo được là chiều dài là 27 cm. Chiều rộng là 19 cm. Như vậy khi tính chu vi thì các em phải dựa vào kích thước đo được nha, chứ không phải là kích thước ước lượng. Các em lấy 27 cộng với 19 nhân 2 đúng không? 27 cộng 19 nhân 2 và bằng 92. 92 cm. Rồi tương tự mặt bàn học của em. Mỗi em thì có một bàn học có kích thước khác nhau. Ví dụ rồi các em ước lượng mặt bàn học của em thì chiều dài nó khoảng ví dụ như là 130 cm chẳng hạn, chiều rộng khoảng 60 cm chẳng hạn. Rồi đây là ước lượng, còn thực tế đo thì chúng ta đo được ví dụ như là chiều dài là 140 cm, chiều rộng là 60 cm. Vậy chu vi thì các em phải tính theo kích thước đo được 140 cộng 60 nhân 2 bằng 400 cm. Chu vi là 400 cm. Rồi các em có thể lấy một đồ vật khác nữa. Ví dụ như là giường ngủ này. Chiều dài ước lượng là 200 cm này. Chiều rộng ước lượng khoảng 155 cm này. Khi đo được thì là chiều dài là 200, chiều rộng là 160. Vậy chu vi phải là 200 cộng 160 nhân 2. Đúng không? Bằng bao nhiêu? Bằng 720 cm. Thầy giáo ví dụ như vậy nha. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.